Qua biết bao thử thách trong gai trong tình yêu, thì ngày hôm nay hai trái tim đang cùng hòa một nhịp đập, hai chúng ta đang cùng hát lên một lời hạnh phúc, một niềm hạnh phúc trọn vẹn, một niềm hạnh phúc bất tận. Cùng dành tặng tới anh chị cho ngày vui hôm nay. Và bây giờ sẽ trân trọng kính mời cô Mai và anh Thanh sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng gửi tới cô dâu và chú rể những món quà thật ý nghĩa trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.